chào các bạn mời các bạn cùng việc architect rất chiêm ngưỡng căn biệt thự hiện đại tại nha trang với khoảng sân hiên xanh mướt và hồ cá coi ngoài trời đáng ngưỡng mộ công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư phạm đức phú anh là một kiến trúc sư được đào tạo bài bản có tư duy sáng tạo các công trình của anh luôn để lại dấu ấn xanh hiện đại bằng sự nỗ lực không ngừng trong quá trình học tập và làm việc kiến trúc sư Phạm Đức Phú đã khẳng định được vị thế trong giới kiến trúc sư thông qua giải thưởng danh giá 21 kiến trúc sư xanh đương đại Việt Nam năm 2017. Biệt thự nhà anh an tọa lạc tại xã Phước Đồng, Nha Trang và được đội ngũ kiến trúc sư thiết kế theo kết cấu chữ T truyền thống. Bên cạnh vẻ ngoài đồ sộ, căn biệt thự còn là không gian nhà ở đáng mơ ước nhờ khoảng sân hiên xanh mướt và hồ cá coi rộng rãi ngoài trời căn biệt thự nằm trên lô đất rộng 3.600m2 và có diện tích xây dựng tầng trệt là 450m2. Gia chủ hướng đến một thiết kế có không gian mở và thông gió tự nhiên nên hệ cửa kính được ưu tiên sử dụng cho biệt thự. Nhờ lợi thế lớn về diện tích, biệt thự nhà Anh An sở hữu đầy đủ các khu vực chức năng cơ bản như phòng ăn và bếp, phòng khách, phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình. Phòng thờ bên cạnh đó, các khu vực giải trí cũng được thiết kế vô cùng đầy đủ và tiện nghi với hầm rượu, gara hồ cá, sảnh tầng 1, phòng gym, phòng kho, sân thượng. Không gian sống rộng rãi, hiện đại, sang trọng chính là những điểm cộng không thể không nhắc đến trong thiết kế của căn biệt thự này. Cầu thang được thiết kế theo hình thức cầu thang tròn, tạo cảm giác uống lượng trong ngôi nhà. Khoảng đệm giữa phòng khách và phòng bếp tạo sự riêng tư và thoáng đẳng. Hiên nhà rộng rãi, có thể hướng tầm mắt ngắm nhìn ra xa. Phòng ngủ master sở hữu thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản và tiện nghi, với các view vô cùng ấn tượng với tầm nhìn hướng vườn cực thư thái. Phòng ngủ cho ông bà được bố trí tại tầng 1 để thuận tiện đi lại. Phòng ngủ được thiết kế có ban công rộng, vươn ra đến hồ cá, từ đây có thể nhìn ngắm hồ cá. Phòng làm việc với tầm nhìn hướng ra xa, giúp gia chủ có không gian thoải mái nhất. Phòng khách với gam màu xám sang trọng, thể hiện được sự tinh tế của gia chủ. Phòng khách được thiết kế cốt cao độ thấp xuống và được sử dụng tuôn gỗ, nhằm tạo không gian yên tĩnh và ấm cúng. Thêm một chi tiết rất độc đáo tại nhà anh An là hồ cá coi được thiết kế tương đối rộng. Khu vực sảnh sát hồ cá được nâng lên cao hơn so với mặt nước để gia chủ có thể ngồi tiếp khách và thỏa sức chiêm ngưỡng đàn cá bơi lội phía dưới. Thiết kế này cũng giúp điều tiết vi khí hậu hiệu quả cho không gian trong nhà, mang đến cảm giác dịu mát cho gia chủ vào những ngày hè oi ả. Hồ cá coi tăng thêm vẻ nhã nhặn, thẩm mỹ cho căn biệt thự. Nhà bếp được thiết kế với không gian mở và sử dụng kính làm vật liệu chủ đạo giúp tầm nhìn được thông thoáng và luôn tạo cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên. Bàn ăn dài đặc biệt hữu dụng trong những bữa ăn tụ tập đông người. Màu sắc của gỗ nâu và nền sáng được phối hòa hợp giúp cho phòng bếp tổng thể trông rất ấm cúng và tinh tế. Phòng bếp được ốp đá máp bồ sang trọng, các tông màu đen, trắng, nâu được phối hợp hài hòa. Tầng hầm cũng là điểm độc đáo trong thiết kế của ngôi biệt thự khi các kiến trúc sư đã sử dụng một tấm kính lớn làm vách ngăn giữa tầng hầm và hồ cá vừa giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên phản chiếu từ hồ cá, vừa tạo ra hiệu ứng thị giác mãn nhãn. Biệt thự nhà Anh An sở hữu thiết kế hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn chú trọng đến sự kết nối hài hòa với thiên nhiên, cảnh quan bên ngoài. Đây quả là không gian sống đáng mơ ước cho mọi gia đình. Các bạn có thể tham khảo thêm nội dung bài viết tại đường link có ở phía dưới phần comment video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm thông tin chúng tôi chia sẻ các bạn hãy đăng ký kênh youtube kiến trúc sư việt nam để theo dõi thêm các video mới nhất của chúng tôi